khi mà ở đời á, có nhiều người bị bệnh bị kia, nhưng mà khi thân họ bị bệnh nhưng mà tâm họ không bệnh, họ vẫn giải thoát, không cần phải thân. Có nhiều người phước báo bệnh tật tới, nhưng mà khi tâm họ gọi là giải thoát, thân bị bệnh nhưng mà tâm họ không hề run sợ, họ vẫn sợ ra A Di Đà Phật, họ vẫn bình thản trước cái sự đau đớn bệnh tật của họ, nhưng họ không nối tiếp ở đời nữa, họ vẫn giải thoát. Giải thoát là ở tâm chứ không phải ở thân. Thân là một phần đấy thôi. Chủ yếu tất cả mọi cái là đều nên tâm mình buông bỏ được, mình trả được là được. Đấy, qua trò chuyện trực tiếp với thầy con mới hiểu ra được. Anh thấm hơn. Giống như là sa mạc gặp cơn mưa vậy á. Vâng. Đúng là giải thoát từ tâm chứ không phải là từ thân thật. Vâng, thân này con sẽ thấu hiểu nhiều hơn. Mình cho dù vào những cái người mà bị bệnh co quắp, tại vì ở đời thì không có ai tránh khỏi tám cái nỗi khổ, sinh già bệnh chết, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, ngủ ấm trí thành khổ, cầu bất tắc khổ đây, đó những cái đấy thì không ai tránh khỏi tám nỗi khổ đấy. Bệnh là cũng một trong tám nỗi khổ đấy, ai cũng chết à? Tại vì tu hành mà họ giờ anh chạy tới hỏi nữa là đó là một số vì bệnh, chứ một số nữa là già chết co quắp, đó là có giải thoát không? Cũng giải thoát. Tại vì thân bạn ở đời ai cũng chết cả. Ai cũng bị bệnh cả, chứ không phải là ai không có bệnh đâu. Nên là bệnh mà bệnh, họ bệnh như thế nhưng mà tâm họ không bệnh. Vâng. Thân bị bệnh nhưng mà tâm không vô bị bệnh vẫn giải thoát. À, quan trọng là mấu chốt vấn đề. A Di Đà Phật. Vâng. Thưa bạch thầy, này cho con hỏi thầy, ngày xưa thầy Đức Phật ngày xưa có thầy chủ trì không? Thời Đức Phật thì có. Đức Phật là Đức Phật thì nói ra như thế ai cũng coi như là ngài là chủ trì, nhưng mà ngài thì nói pháp thế thôi chứ ngài không có hề có chủ trì gì cả. Chủ trì giải thoát, đã là chủ trì rồi thì không giải thoát. Ai mình Đức Phật đâu có chủ trì ai đâu, ngài chỉ nói pháp lên như thế rồi ai muốn tự nguyện đi theo đi theo, còn ai muốn là ngài không ép phạt, không ép buộc thì làm sao có chủ trì. Là giải thoát thôi, còn chủ trì thì đâu có giải thoát. Đúng không? Chủ trì mình đang quản thúc người ta mà tự nhiên giờ pháp môn mà đi quản lý người ta rồi thì có gì giải thoát nữa. Thế bạch thầy cho con hỏi thêm, như thầy nói là đã là chủ trì thì không giải thoát được. Thì mình tự chủ trì cho mình chứ, giờ mình đi chủ trì người khác rồi thì là giải thoát hết rồi, mà còn chủ trì thì cái từ đó thì đâu có giải thoát được nữa. Giờ anh quản lý con thì làm sao, giờ con đi chỗ này chỗ kia rồi anh không gặp được, không quản lý được anh nữa. Mà còn phiền não thì còn khổ. Đúng không? Thì đang còn phiền não mà nói giải thoát thì không có. Không, họ giải thoát cái gì, nhưng mà giải thoát phiền não như Phật thì không có.